lãi suất gia tăng có thể thách thức nền kinh tế trong năm tới. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang đi vào cuối năm với gió ở phía sau lưng. Tăng trưởng trong quý thứ ba đã được điều chỉnh gia tăng lên đến 4.1%, là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khoảng 2 năm. Chi tiêu kinh doanh và tiêu dùng mạnh mẽ hơn so với ước tính ban đầu. Nhưng tất cả những điều này có thể bị đe dọa nếu một thị trường trái phiếu bất ổn nổi lên trong năm 2014. Đây là lo lắng hàng đầu trong danh sách của một số các phân tích gia. Họ cho rằng nếu lãi suất trái phiếu kho bạc gia tăng mạnh khi Fed bắt đầu cắt giảm dần nới lỏng định lượng, thì sẽ dẫn đến kết quả làm giảm chi tiêu vì sự hấp dẫn lãi suất trái phiếu. Và điều này sẽ làm chậm bao nhiêu sự phục hồi của thị trường nhà ở và trong khắp các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Các phân tích gia ước tính tăng trưởng có thể giảm từ 2.5% xuống còn 2%. Thêm vào danh sách những nguy cơ của các phân tích gia, đó là hòa thịnh đốn. Ngay cả với một ngân sách lưỡng đảng đã được đồng ý, cuộc bầu cử giữa kỳ cũng chỉ còn một vài tháng nữa, có nghĩa là chính trị sẽ là một thách thức kinh tế lớn. Thử nghiệm đầu tiên sẽ đến vào đầu năm, với Tòa Bạch Ốc đã cảnh báo kho bạc sẽ không còn khả năng vay mượn vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, trừ khi Quốc hội gia tăng mức giới hạn nợ, một điều mà các nhà lập pháp đã tranh cãi với nhau quyết liệt trong những năm gần đây.